Thế nhá, anh sẽ bắt đầu chữa. Ê, chúng ta cố gắng là cả học kỳ 2 của chúng ta phải đến 2 phần 3 thời gian là các em học cái chương này. 2 phần 3 thời gian của học kỳ 2 về phần hình học, là các em học cái chương hình không gian OXYZ nhá. Đấy, trong đề thi nó cũng chiếm nhiều câu thứ hai. Sau cái chương hàm số thì nó rơi vào từ 7 cho đến 9 câu trong đề thi, coi như là rơi vào từ 1,5 điểm cho đến tầm 2 điểm, thế nên là cái phần này cũng rất là quan trọng. Nói chung là nếu mà nói về phần dễ thì nó rơi vào từ 4 cho đến 5 câu chúng ta đọc và chúng ta có thể làm được. Để còn đâu mức độ nâng cao hơn là từ 6, có nghĩa là từ câu số 6 ấy, cho đến câu số 9 chẳng hạn, thì nó còn còn khoảng độ tầm 3 câu, 3 đến 4 câu nữa. Đấy, thì là những câu mà nó phức tạp hơn, nó nâng cao hơn. Nhưng mà chúng ta cũng có thể làm được. Rồi, anh bắt đầu chữa nhé. Đấy. Xem là chúng ta làm được đến đâu rồi. Câu 1. À, hôm nay thì anh sẽ tập trung chữa để chúng ta có cái nhìn tổng quan nhất về cái phần này. Còn đâu bắt đầu từ buổi sau anh sẽ có bài tập theo từng dạng một, anh sẽ gọi các em nhé. Còn đâu buổi hôm nay anh sẽ chữa, chủ yếu là anh sẽ chữa. Tí nữa anh sẽ hỏi một số bạn thôi, anh sẽ không hỏi nhiều đâu. Thì chúng ta tập trung vào nhé. Thì câu 1 đề bài người ta bảo vectơ, tọa độ của vectơ AB. Hầu như trong đề thi nào cũng có những câu kiểu dễ như câu này. Thế tọa độ của vectơ AB tính như nào? Hiểu nhỉ? Này Ừ. Tọa độ của vectơ AB tính như nào? lấy B chuyển nhà Ừ. Thì là câu đáp 1. án A. Ừ. À, Rồi. Ok. Cảm ơn hiểu nhá. Đấy, câu 1 chỉ như vậy thôi. Câu 2 thì chúng ta lấy tọa độ B trừ tọa độ A. Nó là 1, 1, 3. Ừ. Em chọn D. Câu 3, tọa độ trung điểm của AB. Hoàn đâu nhỉ? em đây Ừ, tọa độ trung điểm tính như nào? B chứ hai à Ừ, thì đáp án 3, câu 3 là gì? B à. Ừ. À, đúng rồi, nhá, thế thôi. Câu 4. Tính nốt câu 4 đi em. Trung điểm của AB. 4C ạ à. Ừ, 4C. Đó, những câu dễ như thế này chúng ta bắt buộc phải làm được nhé. Rồi, câu 5. Câu 5 anh mời Trung. Trung đâu? Trung khỏi bệnh chưa? Em mới hỏi người Nhưng mà vẫn ho ho đúng không? Vẫn vẫn chắc là vẫn ho. em không ạ. À thế à, tốt đấy, anh khỏi được tuần rồi mà anh vẫn ho. Em mới tử Bất tử à? Ơ thế anh tưởng là em F1, F0. thế bị xong là bất tử rồi. À ừ, tốt rồi, không ho là tốt rồi. Hậu Covid thôi. Thôi, làm nhá, câu 5 Cô chọn gì em? 5 à. Ừ. Rồi, độ dài của AB. Câu này dễ đúng không? Vâng. Nhưng mà hình như không phải A. Phải không nhỉ? 4, 4, 1. À, ok, đúng rồi. Rồi, câu 6 là hôm nọ anh chữa rồi này. Anh không chữa lại nhá. Trung chú ý xem cho anh video buổi hôm trước nhá. Tại vì hôm buổi hôm trước là Trung nghỉ. Vâng. Ừ. Câu 7 anh đã chữa rồi. Rồi, thế Trung làm tiếp cho anh câu 9 nào. À, câu 8 nào. Câu 8 là C. Ừ. Vì sao? Mùa 1 M2 là nền hình chiếu góc của M nên nối cô y thì vectơ của M1 M2 thì sẽ bằng trừ 1 2 về 0. Ừ. Ôi hình như là lúc kia anh chưa dạy cái phần hình chiếu. Quên anh dạy cái phần hình chiếu chưa nhỉ? Đợi đợi anh ký nhất chung nhá. Anh hỏi các bạn. Thưa anh ơi. Chưa? Ừ, ok. Rồi thế thì các em có thể tham khảo nhá. Thì tuần sau anh sẽ dạy các em sau. Đấy thì Trung Trung làm lại cho anh này.
Đầu tiên điểm M1 là hình chiếu lên trục OX thì điểm M1 là gì? M1 là 100. Ừ. Chiếu lên đâu thì cái đấy giữ nguyên, phần còn lại bằng 0. Rồi, chiếu lên OX. M2 M2 này. là 0 0 hay không ạ? Ừ, 0 2 0. Nó chiếu lên đâu thì cái phần tử đấy giữ nguyên này, chiếu lên OX thì X giữ nguyên, phần còn lại bằng 0. Chiếu lên OY thì Y của nó giữ nguyên, phần còn lại bằng 0. Thế đó. Đấy, từ đấy thì vector M1, M2 là bao M12 nhiêu? bằng -120. Ừ. Trừ 1, 2, 0. Thì cái vector chỉ phương U ấy, em chọn là vector gì? -120. Chọn luôn là trừ 1, 2, 0 đúng không? Rồi, tốt Vâng. rồi. Ừ, ok. Câu 9 thì sao em nhỉ? Câu 9 là B đúng không anh? B Em đúng cũng không? chả biết nữa. Ta lại chả biết. Chiếu lên đâu thì cái đấy giữ nguyên, phần còn lại bằng 0. Chiếu lên đúng không? Chiếu lên O, I, Z thì I và Z giữ nguyên, X bằng 0. Thì nào, vừa em đọc là B à? Ừ, ok, cái là B đấy. Đúng không? Có phải là chiếu lên O, I, Z thì I và Z giữ nguyên này, I và Z giữ nguyên thì X của nó bằng 0, X nó bằng 0. Rồi, đây là câu 9 nhá. Rồi, anh cảm ơn Trung. Câu 10. Câu 10 anh mời Huyền nào. Câu 10 em chọn D ạ. Vì sao nhỉ? Tại vì điểm D nằm trên trục hoành nên điểm D em sẽ đặt là x00 ạ. Ừ. D thuộc trục hoành đúng không? Trục Vâng. hoành thì giá trị của x ấy là chúng ta cần phải tìm. Còn đâu các phần tử khác bằng không? Rồi. Xong chị em có vector BC sẽ bằng là 4, 0 và trừ 3 ạ. 4, 0, trừ 3. Rồi. Vector AD sẽ là x trừ 3, 0, 0 ạ. Lấy tọa độ của D trừ tọa độ của điểm A đúng không? X trừ 3. Gì nữa? Xong chị em tính độ Từ dài của từ. BC. Em đọc lại cho anh x trừ 3 bao nhiêu nữa? X trừ 3, 0, 0 ạ. Không, không. À, Phải không, không. không, à, 4 và 0 ạ. Ừ. Đấy anh mới bảo em đọc lại ấy. 40 đúng không? Rồi. Xong thì em tính độ dài của BC ạ. Ừ, độ dài BC tính nhỉ? Là bằng căn của 4 bình cộng trừ 3 bình ạ. Ừ. Bằng 5 ạ. Ừ. Độ dài của AD sẽ bằng căn của x trừ 3 tất cả bình cộng 4 bình ạ. Ừ. Thì em cho căn của x trừ 3 bình cộng 4 bình bằng 5 ạ. Đúng rồi. Xong thì em bình phương hai vế lên thì sẽ là x trừ 3 tất cả bình cộng 16 bằng 25 ạ. Rồi đúng rồi, bình phương hai vế. Suy ra x trừ 3 tất cả bình sẽ bằng 9 ạ. Ừ. Thì làm thì có hai trường hợp là x trừ 3 bằng 3 và x trừ 3 bằng trừ 3. Ừ. Suy ra x bằng 6 và x bằng 0 ạ. Rồi đúng rồi. Thì chọn gì? Chọn D. Đây ạ. Ok, tốt nhá. Đấy thôi thì các bạn có hiểu không? Câu này cũng không phải là câu khó đâu. Đấy thì mục tiêu là tìm tọa độ D trên trục hoành thì thật ra các em phải nhớ này. Nhá, các bạn nữa mới cũng thế nhá. Điểm D trên trục hoành ấy thì điểm D nó sẽ là x00. Điểm D nằm trên trục gì ấy thì nó sẽ có tọa độ của cái đấy là cái cần phải tìm. Còn đâu hai cái phần tử còn lại bằng 0. D thuộc trục hoành là trục x. Đúng chưa? Nên là tọa độ điểm D là x00. Từ đấy thì các em hiểu là mục tiêu chúng ta có độ dài của AD bằng độ dài của BC ấy. Thì chúng ta đã có công thức tính độ dài của AD và công thức tính độ dài của BC rồi. Ở đây bạn tính vector này. Sau đó bạn thay vào công thức căn của hoành bình cộng tung bình cộng cao bình của vector cũng được nhá. Rồi đây là câu 10. Câu 11 dễ quá, mỗi bạn tầm 3 câu đi. Huyền chữa tiếp cho anh câu 11, em chọn gì?
Câu 11. Câu 11 em chọn C ạ. Ừ, vì sao? À, tại vì phương trình mặt cầu tổng quát là x trừ a tất cả bình cộng y trừ b tất cả bình cộng z trừ c tất cả bình bằng r bình ạ. Ừ. Rồi, từ đấy thì a sẽ bằng trừ 3 đúng không? Mình đồng đồng nhất. B sẽ bằng trừ 1 và C sẽ bằng 1. Đấy, thật ra cái phương trình mặt cầu này các em hiểu này. X cộng 3 thì chúng ta đưa về x trừ đi trừ 3 đúng không? Đấy, tất cả bình phương. Nhớ phương trình mặt cầu nó phải là x trừ A nhé, y trừ B nhé, không z trừ C. Tương tự, y cộng 1 thì thành y trừ đi trừ 1, tất cả bình phương. Và cộng với z trừ 1, bình phương bằng 2. Từ đấy chúng ta cứ có đây, trừ 3 trừ 1, 1 chính là tâm. Rồi bán kính bằng bao nhiêu? Nếu mà hỏi thêm bán kính thì bán kính bằng bao nhiêu? Nguyên. Bán kính bằng căn 2 ạ. Ừ, bán kính bằng căn 2 nhé. Tại vì chúng ta sẽ có, đây là giờ bình mà. Mà bên này nó bằng 2, thì bán kính phải là căn của 2. Được. Rồi. Tiếp theo. Thế nhá. Đấy, chúng ta cố gắng là theo dõi kịp nhé. Chủ yếu là chữa thôi chứ không không cần phải các em phải chép đâu. Nếu trừ khi chưa làm được thôi. Rồi, câu 12 cũng là một câu cũng khá là hay. Anh mời Giáp. Em đây ạ. Ừ, câu 12 em làm như nào? Câu 12 thì là em tính vectơ IA. Ừ, để làm gì? Để tìm bán kính ạ. À, ok. Đúng rồi đấy. Đầu tiên này chúng ta chú ý này. Đề bài người ta cho biết là cho hai điểm Y và A thì phương trình mặt cầu tâm Y. Để tâm Y chính là tâm của quả bóng ấy, chúng ta hiểu là như thế. Nó có một mặt cầu như này. Thì đây tâm Y. Và điểm A. Phương trình mặt cầu tâm Y và đi qua điểm A đúng không? Ví dụ anh lấy điểm A đây. Điểm đi qua thì IA chính bằng bán kính nhá, thì bán kính của mặt cầu chính bằng IA. Thì em tính độ dài IA bằng bao nhiêu? Độ dài của IA nó bằng căn 5 ạ. Ừ. Lấy tọa độ A trừ tọa độ của Y bình phương đúng không? Công thức độ dài đoạn thẳng AB anh cho kem rồi đấy. Cộng với 2 trừ 1 bình phương cộng với 3 trừ 1 bình phương bằng căn 5. Rồi bán kính bằng căn 5 đúng rồi. Thế từ đấy thì phương trình mặt cầu là gì? Thì là bằng x cộng 1 tất cả bình cộng y cộng 1 tất cả bình cộng cộng là sao z mà đúng cộng được? Phương trình mặt cầu đọc kiểu gì ấy? Đọc lại anh xem nào. Phương trình mặt cầu là x cộng 1 tất cả bình cộng với y cộng 1 tất cả bình cộng với z cộng 1 tất cả bình thì bằng r bình là bằng căn 5 bình ạ. Nói rất là đúng, nói rất là chắc, nhưng mà anh bảo em đọc lại cho anh phương trình mặt cầu tổng quát là gì ấy. Em đọc lại cho anh nào. Là đọc công thức hả anh? Đọc công thức. Đọc công thức cho anh đi. Công thức phương trình mặt cầu ấy. Đây là cái công thức đây này. Đây. Đọc lại. À, là bằng x trừ a tất cả bình ừ. cộng với y trừ b tất cả bình cộng với z trừ c tất cả bình bằng r bình ạ. Ừ. Thế sao em lại đọc là x trừ 1, x cộng 1 được? Phương trình mặt cầu phải là gì? Từ đây nhớ phương trình mặt cầu tâm là ABC cơ mà. Đúng không? Đấy, em đọc lại cho anh phương trình mặt cầu nào. Thì là bằng x trừ 1 tất cả bình Ừ. cộng với y trừ 1 tất cả bình cộng với z trừ 1 tất cả bình bằng r bình ạ. Ừ, giàu là là bằng mấy? căn 5 bình. Ừ. Căn 5 bình ạ. Vâng, mấy? Bằng 5 ạ. Ừ, như vậy chọn gì? B ạ. Ok nhá, chú ý nhá, kem rất là hay bị nhầm cái chọn này. Không phải riêng gì Giáp đâu. Rất nhiều anh chị năm ngoái cũng rất là hay bị nhầm chọn này nhá. Kem chú ý à, phương trình mặt cầu phải là x trừ đi tâm bình, y trừ đi tâm bình, z trừ đi tâm bình.
bằng hay là bình, cứ nhớ chữ là tâm bình, không phải cộng đâu, nên là chú ý. Rồi câu 13 dễ quá đúng không, giáp làm luôn trên câu 13. 13 là A. Rồi A thế thôi đúng không, tại vì theo công thức của mặt cầu thì bên này chính là R bình phương đấy, thì R bình phương thì nó bằng 3 đúng không, R bình phương bằng 3 thì suy ra R bằng căn 3. Rồi đúng rồi, thế nhá. À, từ câu 14 cho đến câu 16 anh mời Quyên à. Quyên đâu? Không thấy lên tiếng à? Được rồi, anh mời Trang đi. Trang chữa cho anh từ câu 14 đến câu 16 nào. Câu 14 em chọn C. Ừ. Vì sao nhỉ? Tại vì giải thích kiểu gì ấy rồi. Đấy, theo như ở trên luôn, giải thích như ở trên. Vì là bình bằng mấy? Thấy em? Đúng không? Thì R bằng cái gì? Thì R bằng 2 căn 2. Ừ, là căn của 8, thì căn 8 tính ra mới tính bằng 2 căn 2. Rồi, câu 15 thì sao? Câu 15 là A. A đúng không? Rồi, câu 16. Câu 16 là A. A đúng không? Trừ 1, 2, 1, bán kính bằng 3, ok. Rồi, tiếp tục đi, em làm cho anh câu 17. 17 là gì? Câu 17 D. D, 1 trừ 2, 4, đúng rồi. Nhớ là chúng ta lấy âm nhá. X trừ A thì đây là 1 này, đây là tâm này. X cộng 2 thì nó phải là trừ 2. X cộng 4 thì là 4. 1 trừ 2, 4, rồi. Bán kính thì bằng căn 20. Căn 20 bằng 2 căn 5. Ok. Rồi, câu 16 thì làm nào để biết nó làm phương trình mặt cầu? Anh chữa nhá. Chúng ta chú ý nhá. Bạn nào làm được rồi? Làm sao để biết đây là một phương trình mặt cầu? Khi nào? Dễ mà, không khó đâu. Chưa làm được à? Câu này câu dễ mà. À, khi mà R lớn hơn 0 đúng không anh? Đúng rồi. Bán kính phải lớn hơn 0 thì mới tồn tại mặt cầu được. Đâu đây nhá, anh sẽ hướng dẫn cho chúng ta này, bây giờ này tìm tất cả giá trị của m để phương trình là một phương trình mặt cầu thì anh hướng dẫn chúng ta nhá. Muốn nó là một phương trình mặt cầu chúng ta sẽ làm gồm hai bước. Bước một là các em sẽ tìm tâm trước, tâm của mặt cầu trước. Thì như hôm đó anh đã cho các em rồi đúng không? Tâm của mặt cầu, các em sẽ lấy hệ số, anh gọi là tâm y nhá. Các em hãy lấy hệ số của x, của y, của z, các em chia cho trừ 2. Thì trừ 2 chia cho trừ 2 nó bằng 1. Đúng không? Trừ 2 chia cho trừ 2 nó bằng 1. Trừ 4 chia trừ 2 nó bằng 2. Thì đấy là tâm của mặt cầu. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm bán kính. Bán kính. Bán kính của cầu anh đặt cái này R,
thì bán kính của cầu ấy nó sẽ là căn của tâm bình. Đấy là một bình cộng một bình cộng hai bình và trừ đi hằng số tự do. Hằng số tự do là m này. Đấy, trừ đi m. Thì để nó là một phương trình mặt cầu, các em chép đầy đủ vào nhé. Để là phương trình mặt cầu thì hiển nhiên là điều kiện trong căn ấy phải thỏa mãn, nó bán kính của điểm bằng không được thì điều kiện trong căn phải dương, là một bình cộng một bình cộng hai bình trừ m phải dương. Nhớ nhá, các em ghi cho anh cái bài này vào. Đấy, để nó là một phương trình mặt cầu thì điều kiện trong căn phải dương. Từ đó thì anh sẽ tìm được một bình cộng một bình cộng hai bình, đó là 2 cộng 4 là 6. 6 trừ m lớn hơn 0 và tương đương với m nhỏ hơn 6. Thế thôi. Thì đấy là câu số 18. M nhỏ hơn 6 thì các em chọn đáp án là C. Nhá. Đấy, câu này các em có hỏi thêm gì không? Đấy, trong đề thi chính thức ấy, năm 2017. Không, bạn hỏi thêm gì đúng không? Anh sẽ chuyển sang câu 19 nhé. Trong không gian cho điểm M gọi Y là hình chiếu vuông góc của điểm M trên trục cos X, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu tâm Y bán kính Y M? Rồi, câu này là một câu dễ. Chúng ta đã học về hình chiếu rồi đúng không? Vừa anh đã cho các em rồi. Nhớ. Y là hình chiếu vuông góc của điểm M trên trục cos X thì tọa độ điểm Y là gì? Quên đâu nhỉ? Anh gọi quên mấy lần rồi không thấy gì nhá. À, anh hỏi một bạn khác đi. À, được rồi. Thì vừa anh hướng dẫn rồi đúng không em? Cho điểm M này, hình chiếu của điểm M trên trục cos X là điểm gì? À, giáp nhỉ? Em đây ạ. Ừ. Chỉ là 100 ạ. Rồi đúng rồi. Chiếu lên đâu thì cái đấy bằng cái đâu, cái đấy giữ nguyên, phần còn lại bằng 0. Đấy, thì biết điểm Y, biết điểm M rồi thì có lập được phương trình mặt cầu tâm Y bán kính IM không? Thì em tính vector IM ạ. Ừ. Được là 0, 2 và âm 3. Ừ. Suy ra IM là bằng căn của 4 cộng 9 bằng căn 13. Ừ. Rồi. Thế từ đó thì em chọn đáp án gì? Đáp án A. A. Anh nhầm nhầm. Đáp án B. Ừ. Thế, thế thôi, câu này là một câu cơ bản rồi. Khi các em biết bán kính rồi này, các em biết tâm rồi này. Đúng không? Tâm là tâm Y. Thì các em sẽ lập được phương trình mặt cầu thôi. Nhá. Đấy. Thì có phải là công thức của chúng ta thế là x trừ đi tâm y đúng bình đúng không? Thì x trừ đi một bình cộng y trừ không bình cộng z trừ không bình bằng bán kính bình, thì bán kính nó chính là căn 13, căn 13 tất cả bình phương. Thế từ đó các em rút gọn đi ra bán là B nhá. Rồi, anh cảm ơn Giáp, Giáp làm đúng rồi. Câu 19 là câu 20. Câu 20 thì đơn giản rồi, các em thay từng điểm một vào, nếu nó cái phương trình đến thỏa mãn thì là chọn. Hoàn nhỉ? Làm trên câu 20. Hoàn đâu?
Em đây. Ừ. Câu 20 là B. Ừ, vì sao? Anh hỏi vì sao lý thuyết nó như thế mà. Ừ, nhưng mà em giải thích cho anh vì sao em chọn B. Cái nói như nào nhỉ? Em không biết nói như nào ấy. Nói như nói. Dạ. Yeah. Thay điểm vào đúng không? Thế em thay điểm B, điểm M vào đường thẳng D đi. Xem như nào. Anh thay điểm trong vô nhá. Ừ. -1 -1 chia cho 2 này bằng -2 -2 chia cho -1 này. Anh nhìn vào đây anh đã biết em sai rồi. Thế à? Thế bạn C ạ. Ừ, lại chọn C. Ơ. Ừ. Sai à? Đúng rồi. Nhưng mà ok ha. À, đúng nhưng ấy. Mà biết vì sao chọn C không? Ba cái chia cho nó bằng nhau ạ. Không phải cái trên nó bằng nhau mà là khi em thay vào ấy nó cùng một tỷ số. Đáp án C nó rất là đặc biệt, nó chính là nghiệm của tử, đúng không? Có phải là à. X bằng 1, Y bằng 2, Z bằng 3 nó là nghiệm của tử, nghiệm của tử nó bằng không hết thì nó là đúng rồi. Đây chính là điểm nếu mà liên quan. Nghiệm của tử là dương thì đúng. Ơi. Nghiệm của tử là dương thì là đúng đúng không? Xe này dương thì là đúng. Anh không hiểu ý ý em lắm. Nghiệm của tử này em cho cái tử này bằng 0 này thì em tìm được nghiệm ấy. Thì x trừ 1 bằng 0, y bằng 1. Y trừ 2 bằng 0, y bằng 2. Z trừ 2 bằng, Z trừ 3 bằng 0 thì Z bằng 3. Thế đó. Đó thì đấy là điểm đi qua. Rồi. Câu 21 dễ quá nhỉ. Câu 21 anh mà hiểu là hiểu chọn gì? Đây, 21D anh. D. Rồi ok. D. Ừ, đúng. Đấy, thì thế thôi, thì cứ nhớ là hệ số trước x, trước y, trước z thì chính là một vector tuyến. Rồi câu 22 thì là gì? Hiểu làm đi. Một vector chỉ phương. 22B. Ừ, ok, đúng không? Nó là cái trước t. Đấy, nhớ cho anh nhé, cái trước t là một vector chỉ phương -1 -2 -1 -1 -2 -1. Rồi câu 23. Trước t sao lại trước t là như thế? Thế sao em chọn được B? Em không nhớ cách làm nữa. Không nhớ cách nào mà chọn được B á? Vâng. Thế anh giải thích như vậy có hiểu không? Có. Có mà hỏi lại á. Có thì mà cũng hỏi nữa. Vâng. Hỏi nữa là hỏi chỗ nào? Đấy, đây là phương trình đường thẳng nhớ. Em về em xem lại cho anh. Thì công thức của phương trình đường thẳng ấy, nó là x bằng x0 cộng AT, y bằng y0 cộng BT, z bằng z0 cộng CT. Thì ABC là vector chỉ phương. Thế thôi, thì mình đọc nhanh thì chính là hệ số trước T. Vâng. Câu 23 em chọn gì? 23C. C đúng không? Rồi toàn những câu cơ bản như này, cơ bản nhất rồi đấy. Đi thi những câu kiểu này là câu chống liệt đấy. Câu 24 thì là chọn gì? Ừ. Ừ. Đây những câu dễ này em làm nốt đi. Câu 24 chọn gì? Cái thứ B. B á, làm sao B được? Nghiệm của tử nhá. Nghiệm của tử x bằng bao nhiêu? Không. X bằng 0 á. Nghiệm của tử cơ mà. À đâu. Của tử à? Em tưởng thay không vậy chứ. Thì không có x thì làm sao em chọn C được? Em nhầm. Nghiệm của tử nhá. X bằng trừ 2, y bằng 1 và z bằng trừ 2. Rồi. Câu 25 em chọn gì? 25 C. Ừ. Ok. Câu 26. Rồi anh cảm ơn hiểu nhá. Ừ, mỗi bạn sẽ trình bày một vài câu. Đấy là tốt rồi. Nói chung là biết cách nào mà được rồi. Nhưng mà chú ý là những cái cơ bản nhất cũng phải biết nhớ nhé. Không phải chọn bừa là xong đâu. Quyên vẫn chưa thấy gì đúng không? Anh không biết Quyên. Anh nhắn tin cũng không trả lời.
Rồi, anh mời từ câu 26 trở đi. Anh mời Trung đi. Câu 26 thì em thay tọa độ và điểm mở. Anh em thay tọa độ các điểm và phương trình đi. Em thay thì sẽ ra là 1 bằng... Mình không nên thay, mình... Em còn nhớ phương trình đường thẳng dạng tham số không? Phương trình đường thẳng dạng tham số là gì? Em đọc cho anh công thức. Phương trình dạng tham số á? Ừ. Học không? À, t bằng... x bằng x0 cộng at. Đọc tiếp đi. At. À, y bằng y0 cộng it. BT. BT. Z bằng gì? Z0 cộng CT. Ừ. Thế từ đây cái điểm đi qua là cái điểm gì? Cái điểm đi qua của phương trình tham số này cái điểm gì? X ạ. Điểm đi qua cơ mà. X0, Y0, Y0 này. X0, Y0, Z0 này. Vâng. Đúng không? Ừ. Điểm đi qua là cái điểm M. Tọa độ là X0, Y0, Z0. Và nó vector chỉ phương là gì? Đây là bài toán ngược ấy. Bình thường là chúng ta có điểm đi qua có vector chỉ phương thì lập được phương trình đường thẳng dạng như thế này. Thì ngược lại là các em có phương trình dạng như thế này rồi. Muốn tìm điểm đi qua và vector chỉ phương thì áp vào công thức thôi. Vector chỉ phương là gì? U U ABC. Ừ, nó là ABC đấy. Rồi thế như vậy thì em nhìn vào đây em thấy điểm đi qua nó chính là cái gì đây? Đây chính là cái gì đây? Ok à? Trung đâu? Dạ. Điểm đi qua chính là cái gì đây? Điểm đi qua là ABC. Điểm đi qua cơ mà. Là x0, y0, z0. X0, y0, z0. Ừ. Em nhìn đường thẳng D đi, em đọc cho anh điểm đi qua đi. Một, năm, hai. Ừ, thế thôi mà sao đọc mãi không được nhỉ? Đúng không? 1, 5, 2 nhá. Vâng. Ok. Đấy, đấy là câu 26. Đúng chưa? Các em nhớ này, người ta cho sẵn phương trình rồi thì chúng ta sẽ tìm được ngay điểm đi qua chính là x0, y0, z0 và chúng ta sẽ tìm được vector chỉ phương là ABC và ngược lại. Nếu cho điểm đi qua và vector chỉ phương thì chúng ta cũng lập được phương trình tham số dạng như thế này. Ok nhá, chúng ta chú ý cho anh câu 27. Câu 27 thay điểm vào thôi. Hay bị đi. Ừ. Thay điểm vào nó không thỏa mãn thì nó đi. Có phải đây không? Thay điểm vào theo 1 trừ 1. Ừ, ok. Đi. Rồi. Câu 28 thì sao? Có một vector chỉ phương là gì? Là U4. Là U4. Đi. Ừ, ok. Đây, vector chỉ phương là cái mẫu, đúng không? 1 trừ 1, 2. Cái công thức của đường thẳng, đây là đường thẳng gì nhỉ? Trung nhỉ? Đây là dạng gì nhỉ? Dạng phương trình đường thẳng. Chắc chắn là nó là phương trình đường thẳng rồi, nhưng mà nó có dạng mấy dạng nhỉ? Phương trình đường thẳng nó có mấy dạng? Hai dạng. Ừ, dạng gì và dạng gì? Pháp tuyến với cả chỉ phương. Vãi cả. Pháp tuyến với cả chỉ phương ạ. À. Dạng tham số. Ừ. Nhớ. Thế ở đây là dạng gì đây? Đây là dạng gì đây? Ok. Trung học bài à?
Dạng tham số thì nó sẽ có t, còn đâu cái dạng còn lại là dạng chính tắc thì nó sẽ không có t. Ừ, câu 29 là chọn A đúng không? Thế vì sao chọn A nhỉ? Vector chỉ phương là có tham số. Có tham số ấy. Ừ, là có tham số là cái trước t đúng không? Cái này không ghi gì chính là cộng 0 nhân t. Đúng không? Nó cứ khuyết có nghĩa là nó sẽ cộng 0 nhân t. Đấy thì cái vector chỉ phương ấy nó chính là hệ số của ABC, đó là 0, 3, trừ 1, 0, 3, trừ 1 và chọn A. Rồi, câu 30 sao? Câu 30 em chọn C. 30 em chọn C. Vâng. C. Dễ rồi đúng không? Nó chính là trước x, trước y, trước z. Đấy, nó là 3, 2, 1. Đó chính là một vector pháp tuyến của mặt phẳng. Rồi, câu 31. 31 em chọn A. Vector chỉ phương trừ 1, 2, 1. Trừ 1, 2, 1, A. Ok. Câu 32. Câu 32 em chọn A. Rồi, vector nào dưới đây là một vector chỉ phương của thẳng AB? Thì ban đầu chúng ta sẽ đi tìm vector AB trước. Thì vector AB các em sẽ tìm được nó bằng trừ 1, 0, 2 đúng không? Đấy, trừ 1, 0, 2 thì đáp án coi các em chọn gì? A. Rồi nhớ, đấy là từ câu đấy cho đến câu 32 là trang. Rồi, tiếp theo anh sẽ gọi các bạn khác nhé. Từ câu 33 cho đến câu 36, anh mời Huyền. Dạ anh. Ừ, em chữa cho anh đi. Câu 32 em chọn A. Vì sao A? Em tính vector AB ạ. Câu 33 mà, tính vector gì? À, câu 33 em chọn D ạ. Ừ. Làm như nào nhỉ? Em thay vào ạ. Ừ, thay vào nó thỏa mãn thì bằng thì em chọn đúng không? Vâng ạ. Ừ. Anh thay thử xem đúng không nhá. 1 trừ 2 nhân 1 cộng 6 trừ 5. Tính này, 1 trừ 2 thì bằng trừ 1. Trừ 1 trừ 5 cộng 6 bằng 0. Ok, luôn đúng. Rồi, nhớ là thay điểm vào nó thỏa mãn nhá. Nó bằng 0 ấy, nó thỏa mãn ấy. Thì là luôn đúng. Luôn đúng là điểm đi qua thôi. Rồi, câu 34. Câu 34 em chọn D ạ. Ừ, vì sao D? Vector pháp tuyến là vuông góc với mặt phẳng OXY thì em sẽ có đường OZ sẽ vuông góc với OXY ạ. Ừ, rồi. Thì điểm của OZ sẽ là 001 ạ. Điểm là không đúng, nói thế là không đúng. Vector ạ. Vector gì? Vector K. Vector K. Nhưng nó là vector gì? Anh biết là nó K rồi nhưng mà nó là vector gì? Tên chuẩn nó là vector gì? Không nhớ à? Suy nghĩ xem. Nhớ xem, cái này cái rất là cơ bản mà, đúng không? Có nhớ tên không? Em không ạ. Không á? Tài thật đấy. Thế có ba trục là trục OX, trục OY và trục OZ đúng không? Thì trên trục OZ chúng ta có vector đơn vị đúng không? Thì cái mà anh cần ý, là em phải đọc được cho anh là cái vector K nó là vector đơn vị và nó có tọa độ là gì? Huyền đâu? Dạ. Ừ, vector K đơn vị là gì? 001 ạ. Ok. 001 đúng không? Đấy thì nhớ nhở, cái vector K là vector đơn vị trên trục OZ. Ok. Đó thì đâu rồi? Thì câu 34 chúng ta sẽ chọn D. Đúng không? Tại vì sao?
Vector nào dưới đây là một vector phát tuyến của mặt phẳng OXY? Thì các em nhìn lại hình nhá. Đúng không? Thì vector phát tuyến là vector vuông góc với mặt phẳng. Thì chúng ta có vector K ấy. Đúng như nhỉ? Nó vuông góc với mặt phẳng OXY. Đó, thì như vậy thì chính là vector phát tuyến thôi. Câu này chúng ta chỉ cần hiểu như thế thôi nhá. Rồi, tiếp theo đi. Câu 35. Câu 35 em chọn D ạ. Vì sao? Nếu mà có một điểm M là x0, y0, z0 và một phương trình ax cộng bi cộng cz cộng d bằng 0 thì em sẽ có công thức khoảng cách từ M0 à M đến mặt phẳng là em lại giá trị tuyệt đối. Câu 35 cơ mà. Vâng anh. Đây câu 35 đây. Trời ơi. Em nhầm bài. Ô anh gửi năm. Anh gửi cho các em cái file đấy, nó có bị lỗi câu không? Mà không anh, em nhìn nhầm anh ạ. Ok. Câu 35 là em chọn D ạ. Nhớ nhá, nó không có y thì cái phần tử của y bằng 0 thế thôi. Rồi câu 36 thì đây em chữa tiếp đi như vừa nãy. Đúng không? Thì em có công thức khoảng cách là bằng giá trị tuyệt đối của ax0 cộng b không cộng cz không cộng d sau nhì trên độ dài trên căn của a bình cộng b bình cộng c bình à? Đúng rồi, công thức khoảng cách thôi. Chúng ta thay cái điểm a vào phương trình phẳng p thì nó bằng 3 × 1 cộng 4 × 2 cộng 2 × 3 đúng không? Cộng 4 chia cái gì? Chia cho căn của một bình 1 + 1. À, căn của 3 bình cộng 4 bình cộng 2 bình ạ. Và rút gọn đi nó bằng bao nhiêu? Bằng 5 trên căn 29 ạ. Ok. C. Đấy là câu 36. Rồi, chữa tiếp cho anh câu 37. Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng P và Q. Khi nào thì hai mặt phẳng có khoảng tồn tại khoảng cách em nhỉ? Huyền đâu rồi? Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song bằng khoảng cách Anh đang hỏi là khi nào giữa hai mặt phẳng tồn tại khoảng cách? Hiểu ý anh không? Khi nào thì hai mặt phẳng mới tồn tại khoảng cách? Nào. Tùng có trả lời được không? Có một bạn đang mới vào đúng không? Tùng có trả lời được không? Có một bạn trợ giảng đang mới vào đúng không? Đây nhá, các em chú ý này. Hai mặt phẳng muốn tồn tại khoảng cách ấy, khi hai mặt phẳng đấy phải song song với nhau. Được chưa? Đó. Rồi thế thì Huyền làm câu này kiểu gì? Câu này hồi xưa đã cho rồi đấy. Nhớ. Em sẽ lấy một điểm ở phương trình quy ạ. Sau nhìn cho khoảng cách từ từ mặt phẳng P đến điểm trên quy ạ. Thì chúng ta sẽ chọn một điểm bất kỳ trên P, đúng không? Thì chọn điểm gì? Em chọn điểm trên Q ạ. Chọn trên Q à? Vâng. Thế em chọn điểm gì? Em chọn điểm 101 ạ. 101 101. Ok. Nên chúng ta chọn một điểm bất kỳ cũng được mà. Thì anh đổi lại vị trí cho dễ nhìn nhá. Thì hồi trước anh đã hướng dẫn cho chúng ta rồi, muốn tìm khoảng cách giữa hai mặt phẳng P và Q, đúng không? Thì bằng việc chúng ta sẽ chọn một điểm bất kỳ trên P hoặc là trên Q, sau đó tìm khoảng cách đến mặt phẳng còn lại. Đó. Thì đề bài này thì chúng ta sẽ chọn cái điểm mặt phẳng như Huyền chọn ấy, thì anh gọi là cái điểm M đi. Nhá.
Đấy thì cái điểm M Huyền chọn nó là gì? 1. 101 ạ. 101 đúng không? Thường thì chúng ta sẽ chọn các điểm nó đặc biệt. Ví dụ 00 gì đó. Đấy, nhưng bạn chọn 101 thì cũng rất là đẹp rồi. Thế từ đây tìm khoảng cách từ điểm M xuống P bằng gì? Bằng giá trị tuyệt đối của 1 cộng 0 cộng 2 trừ 10 ạ. Đúng rồi, thay điểm 1 vào vào P thì các em sẽ được là 1 nhân 1 cộng 2 nhân 0 cộng 2 nhân 1 trừ 10 và tất cả chia cho căn của cái gì nhỉ? Căn của 1 bình cộng 2 bình cộng 2 bình ạ. Ừ, và rút gọn đi nó còn bao nhiêu? Bằng 7 phần 3 ạ. Ừ, ok. Đấy nhá, đấy là câu 37. Rồi, chúng ta sẽ chuyển tiếp sang câu 38 nhé. Đấy, thì câu 37 nó chỉ như vậy thôi. Thì các em muốn tìm khoảng cách giữa hai mặt phẳng mà song song với nhau. Bước 1, chọn một điểm bất kỳ trên Q. Sau đó tìm khoảng cách từ cái điểm đấy xuống mặt phẳng P. Đấy, thì đấy là khoảng cách giữa hai mặt phẳng P và Q. Câu 37 thì dễ quá nhỉ. Cái phần này nó tầm từ câu 1 đến câu 50 thì toàn những câu cơ bản thôi. Đâu, chưa, nó chưa có câu nào quá khó đúng không? Rồi, chúng ta sẽ chữa nhanh câu 37. Câu 38 nhé. 38 các em chọn gì? Anh mời Giáp nào. Đọc cho anh kết quả thôi. Em chưa làm đến. Chưa làm đến. Ừ. Thì em làm luôn cho anh đi. Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm M và có một vector pháp tuyến. Em đọc cho anh phương trình à? Nó là gì? Phương trình là đọc đi. 1 nhân với x trừ 1 ừ. Cộng cộng với b nhân với b, 2 b mấy? Cộng với 2 nhân với chết rồi, hai chết nhân rồi. Trừ 2 nhân với y trừ 2. Đúng không? Vâng vâng. Cộng 3 nhân với z cộng 3 bằng 0. Nó không biết học cái gì nữa mà cái cơ bản nhất thế này mà quên à. Nhớ nhau về nhà xem lại cho anh nhớ. Phương trình mặt phẳng chính là hệ số của vector pháp tuyến nhân x trừ x0 cộng b nhân y trừ y0 cộng c nhân z trừ z0. Có phải không ở Giáp? Vâng ạ. Ừ. Đấy thì từ đây em rút gọn đi nó còn như gì thôi. X trừ 2y cộng 3z và hằng số tự do nhân ra rút gọn nhá, nó còn bao nhiêu? Bao nhiêu? Trừ 1 này, trừ 1 cộng 4 này bằng 3, 3 cộng với 9 12 đúng không? Đó. Thì như vậy thì chọn gì nhỉ? Chọn C ạ. Ừ, ok. Rồi, câu khó thì làm được mà câu dễ thế này mà không làm được à? Câu 37 à 39. Các em chú ý này. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng OIZ? Câu này bạn nào làm được? Phương trình mặt phẳng OIZ nhá. Đấy, những câu kiểu này là những câu rất là hay. Anh cho các em công thức tính nhanh luôn nhá. Đấy thì các em chú ý này. Các em ghi vào vở cho anh là các phương trình đặc biệt. Người ta gọi là phương trình đặc biệt. Phương trình đặc biệt. Special ấy, đặc biệt. Đúng không? Đấy thì các em nhớ này, cái phương trình đặc biệt là phương trình gì?
nó là các phương trình nhá. Phương trình chứa trục tọa độ ấy, hoặc là chứa mặt phẳng, chứa hay là chính là các phương trình mặt phẳng luôn nhá. Phương trình mặt phẳng tọa độ, chứa trục hoặc là các phương trình mặt phẳng tọa độ nhá, chúng ta cũng rất là hay gặp. Đầu tiên này, phương trình mặt phẳng chứa trục cos x, chứa trục cos y và chứa trục cos z. Chứa trục cos z nhá. Mấy cái này cũng rất là dễ nhớ thôi. Thì chúng ta nhớ này, chứa trục gì thì cái đấy giữ nguyên, phần còn lại bằng không. À, từ từ. Chứa trục cos z. À, các em chú ý này, chứa trục gì thì cái đấy không có, phần còn lại nó có, thì nó có thể là phương trình ax nhá cộng cz bằng 0. Đó. Thì đây chính là phương trình chứa trục ox. Tương tự phương trình chứa trục oz thì nó là chứa trục oy. Anh xin lỗi, chỗ này là ai nhá, ai. Phương trình chứa trục oy thì chính là ax cộng cz bằng 0. Và phương trình chứa trục oz thì nó là ax cộng, cho này kem để trên là b đi nhá, tại vì nó có hai biến thôi, và cộng với bi bằng 0. Được chưa? Nó lâu lắm rồi ấy, anh cũng không động lại, nhưng mà nó là như thế đấy. Tương tự nhá, chúng ta sẽ có các phương trình mặt phẳng tọa độ. Mặt phẳng tọa độ thì chúng ta sẽ có ba phương trình mặt phẳng tọa độ. Mặt phẳng tọa độ Oxy. Đấy, thì phương trình mặt phẳng tọa độ Oxy thì là phương trình z bằng 0. Nó cũng giống hệt cái này thôi. Tương tự chúng ta có phương trình mặt phẳng Oyz. Thì Oyz thì là x bằng 0. Tương tự chúng ta có mặt phẳng Ozx, đúng không? Ozx hay là Oxz ấy, thì nó chính là phương trình y bằng 0. Nhá. Đấy thì các em nhớ là phương trình chứa trục gì hay là mặt phẳng tọa độ gì thì cái đấy không có. Nhớ cho anh là cái đấy không có nhé. Thế thôi. Thì đây là gồm có 6 phương trình rất là quan trọng và nói chung là rất hay hỏi trong phần lý thuyết. Đó thì các em ghi nó vào. Chúng ta sẽ quay lại phần bài tập. Cái này các em sửa cho anh một tí nhé. Đấy. Nói chung là hậu Covid nên là đầu óc nhiều khi không tỉnh táo được. Đây. Đấy, nhưng mà cuối cùng là vẫn nhớ được rồi. Nhớ cho anh là đây là AI cộng với BZ nhá. Đây là AX cộng với OI mà. OI thì nó không có Y. Thì chỗ này sẽ cộng với BZ cho anh. Chứa trục OZ thì nó là AX cộng BI. Cứ nhớ là chứa cái gì thì cái đấy không có là được. Rồi chúng ta sẽ quay lại bài. Chúng ta quay lại bài nhé. Đấy thì đây rất là đơn giản rồi. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt phẳng, phương trình của mặt phẳng Oyz, thì phương trình của mặt phẳng Oyz chính là phương trình x bằng 0. Đúng không? Anh vừa cho xong. X bằng 0. Thế thôi, các em có hỏi gì câu 39 này nữa không? Nhớ nhá, phương trình mặt phẳng hay phương trình chứa trục gì thì cái đấy không có. Phương trình Oyz thì x bằng 0, đúng không? Nó không có y và không có z. Và nó cũng không có hệ số tự do luôn. Rồi các em đọc câu 40, các em chọn đi. Phương trình mặt phẳng Oxz thì là phương trình gì? Y bằng 0 ạ. Ừ, y bằng 0, đúng không? Đấy. Nào. Rồi, chúng ta sẽ chuyển tiếp sang câu tiếp theo. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M và mặt phẳng alpha, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua M và song song với alpha? Ok, là một câu khá là dễ thôi. Câu 41.
Hôm nay có Huấn bị ốm này, Quyên xin nghỉ sớm này. Ok, câu này anh mời Hoàn đi. Hoàn làm được câu này không? Em tìm vector chỉ phương đúng không mày? Nó là 3 trừ 1 với 2 ạ. Sao lại vector chỉ phương? Vector pháp tuyến, vector chỉ phương em quên mất rồi. Sao lại quên nhỉ? Mặt phẳng gì nó sẽ có vector gì? Đây, mặt phẳng thì nó sẽ có vector pháp tuyến, còn nó đường thẳng thì mới là vector chỉ phương, đúng không? Và vết thương pháp tiến Alpha thì suy ra vector pháp tuyến của nó là gì? 3 trừ 1 với 2 Vì vì cái mặt 5 phẳng mình cần lập ấy, anh gọi là mặt phẳng D đi, mặt phẳng P đi, đúng không? Là phẳng cần lập song song với alpha thì sao em nhỉ? thì suy ra Pháp tuyến. vết thương pháp tuyến là Đây, hai mặt phẳng song song thì nó sẽ cùng vector pháp tuyến. Em hiểu ý anh không? có em hiểu mà em không biết nói thôi. Nói chung là chúng ta phải có gọi là gì nhỉ? Tư duy, à không phải, đây không phải tư duy phản biện đúng không? Đấy, chúng ta hiểu thì chúng ta phải cố gắng là phải nói được nhé. Nói chung là cố gắng thuyết trình cho người khác biết, người khác hiểu ấy. Đấy thì khi Cam biết được vector pháp tuyến nó cùng bằng vector pháp tuyến của alpha rồi thì nó là 3 trừ 1, 2 đúng không? Còn Hùng. không Sao? Đúng nào, em không tập chịu. trung vào học đi. Và Đấy thì hả? em có phương trình là 3 nhân Ba câu nhân gì? 41 à, Câu 41. 3 nhân x trừ 3 Ba nhân x trừ 3 em cứ đọc đi. 3 nhân x trừ 3 trừ 1 nhân với cả x cộng 1 ạ. X ở đâu? À, y cộng 1 ạ. Tiếp. À, cộng 2 nhân với cả z trừ cộng 2 ạ. Bằng gì? Mà không ạ. Em viết gọn cho anh đi. Nó còn cái gì thôi? Từ em tính ạ, em chưa tính ạ. Thế thôi để anh tính luôn cho nhá, cho nhanh nhá. Và Đấy. 3x này trừ y này. Chỗ này rất là dễ thôi, là nói chung là tính không sai đâu anh, nhưng mà anh tính luôn cho nó nhanh để chúng ta chuyển sang câu mới. Thế không thì không đủ thời gian nhá. Thì cố gắng là chữa được tầm ít nhất là 50 câu. Thì chỗ này nó sẽ là bao nhiêu? Trừ 9 này, trừ 1 là trừ 10. Trừ 10 mà kem cộng với 4 là bao nhiêu nhỉ? Trừ 10 cộng 4. Trừ 6 đúng không? Đó, như vậy thì chọn gì? A nhá. Hoàn hiểu không Hoàn? Ok không? em có mà em vừa chữa anh hỏi em hiểu Anh hiểu chỗ này không này? có rồi có Ok, thế nhá. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang câu 42 là viết phương trình mặt phẳng chung trục. Nó những câu ở dưới này là những câu mà anh đã cho kem từng dạng một đấy. Đấy, giờ chúng ta áp dụng thôi. Đấy, các dạng như là mặt phẳng song song này, đường mặt phẳng song song với đường này, mặt phẳng chung trục này. Đấy, những câu kiểu thế này các em phải làm được nhá. Thôi rồi anh sẽ chữa nhanh cho các em. Đó. Rồi, câu 42 các em sẽ trình bày và vở như sau này. Trong không gian với hệ tọa độ OXYZ đúng không? Cho điểm A và cho điểm B. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng chung trục của đoạn thẳng AB? Thì các em nhớ này, phương trình mặt phẳng chung trục là phương trình đi qua trung điểm và vuông góc với đoạn thẳng ấy. Đúng chưa nhỉ? Đấy thì người ta gọi là phương trình mặt phẳng chung trục. Nhưng anh vẽ là đường thẳng thôi cho nó dễ nhìn. Thì bước 1 các em phải tìm được trung điểm.
y của AB thì trung điểm y các em sẽ lấy a cộng b chia đôi thì các em sẽ được là trừ 2 cộng 4 chia đôi nó bằng 1, 2 cộng 2 chia cho đôi chia cho 2 nó bằng 1, 3 cộng 1 chia cho 2 nó bằng 2. Đấy thì đấy là địa điểm y. Điểm y biết rồi thì bây giờ chúng ta cần tìm vector pháp tuyến. Thì vector pháp tuyến nó chính bằng vector AB. Đấy thì vector AB các em lấy tọa độ B các em trừ tọa độ A nó là trừ 6 2 2. Từ đấy thì chúng ta sẽ lập được phương trình, đúng không? Phương trình nó sẽ là trừ 6, nhớ pháp tuyến nhá. Rồi x trừ đi 0 trừ đi điểm đi qua. Và cộng 2 nhân với y trừ 1 và cộng với 2 nhân với z trừ đi 2 bằng 0. Đến đây các em sẽ khai triển hết ra và các em rút gọn. Đấy thì bạn nào làm câu này ở nhà rồi, đọc cho anh kết quả cuối cùng đi. Quyền. Có bao nhiêu anh ạ? Có 42. Nè. Có 42 đáp án là B ạ. B đúng không? Đấy. Thì chỗ này khi kem nhân tung hết ra nó sẽ được là trừ 6x cộng 2y cộng 2z. Đấy rồi nó bằng 0 luôn đúng không nhỉ? Tại vì cái phần tử này nó sẽ là 6. 6 trừ 2 trừ 4, ok. Đấy từ đấy kem rút gọn đi thì kem chọn đáp án là B nhá. Kem chia cả hai vế cho trừ 3. Đấy. Là trừ 2 chứ. Đúng không? Đây kem chia trừ 2 thì nó chỉ còn là 3x trừ đi y trừ z bằng 0. Ok nhá. Đấy thì đáp án B của bạn là đúng rồi. Rồi câu 43 thì sao nhỉ? Trung nãy vừa lại đi đâu giờ mới vào đúng không? Nhưng mà được một lúc rồi. Ờ. Thế vừa đi đâu? Mà không thể học. Em đổi máy. Ừ. Đổi gì mà đổi mất 30 phút? Đâu có 10 phút, 30 phút. Như anh thấy thời gian nó trôi nhanh mà phải tầm 30 phút. Thôi rồi. Cũng có 10 phút thôi. Thế để đền bù cho cái thời gian đấy em làm cho anh câu 43 thôi mà. Nhớ nhá, khi chúng ta làm những bài toán kiểu thế này, chúng ta vẽ hình ra. Đấy, viết phương trình mặt phẳng P, anh sẽ vẽ cho trung hình này. Viết phương trình mặt phẳng P. Đi qua điểm A. À có điểm đi qua rồi. Và vuông góc với đường thẳng AB. À, thì vuông góc với đường thẳng AB thì sao nhỉ? Trung nhỉ? À, thì em đọc luôn vector luôn được không anh? Ừ, đọc đi. À, vector AB là 112. Là vector gì? Vector pháp tuyến. Ừ, pháp tuyến nhá, là vuông góc ấy. Thì từ đây nhìn vào hình suy ra ngay là vector pháp tuyến của một phẳng P nó chính bằng vector AB đúng không? Ừ, thì nó bằng bao nhiêu? 112. Ừ, lấy B trừ đi A. 1 1 2. Điểm đi qua đã biết chưa? Điểm đi qua điểm A đã biết chưa? Biết rồi. Ừ, thế thì em đặt cho anh phương trình mặt phẳng đi. X cộng y 1 nhân với trừ... x trừ 0 đúng không? Dạ. Ừ. Trừ 1 cộng với gì nữa? Cộng với 2 nhân z trừ 1. Ừ, ok. Bây giờ em viết gọn đi thì nó còn cái gì đâu? À, còn x cộng y cộng 2z trừ 3. Ừ, ok. Rồi nhá. Thì em chọn gì? Ai. Ừ, ok. Đấy, câu 43. Thế đi thi, các em nhớ nhá. Những cái câu kiểu như câu 43 này nó là những câu mức điểm 7 cho đến mức điểm 8 trong đề thi. Đề năm nay thì anh nghĩ nó cũng không khó hơn các đề năm ngoái nhiều đâu. Nói chung là nó không thể dễ như đề năm ngoái được. Nhưng mà chắc chắn nó cũng không thể khó hơn các đề có mấy cái năm khó được. Nha, chúng ta cứ nói chung là cái mức điểm của câu như ví dụ là câu 43 này nó sẽ là mức điểm 7 điểm 8. Nó cũng không phải là câu dễ mà cũng không phải là câu khó đâu.
Tôi. Hai. Tôi. Lại là trừ 3 ở dưới nhỉ? Đây này. Em nhân này. 1 nhân với 0 vào thì nó bằng 0, vứt nó đi đúng không? Đấy biết rồi. 1 một nhân nhân 0 với với trừ cả 1 1 nhân y với cả 2 nhân z thì biết rồi. Ừ. Nhưng mà đấy đoạn trừ 3 thôi. Ok. Thì em không rút gọn được à? Đây nhá, anh nhân cho em nhá. 1 nhân 1 là x đúng không? 1 nhân với trừ 0 đúng không? Y trừ 1 2z trừ 2 thì trừ 1 với trừ 2 không thành trừ 3 à? Đúng không? Ờ, hiểu. Ừ. Thế thôi. Ừ, câu 44 kem ở nhà đã làm chưa? Câu này giống hệt câu của Trung, anh không chữa đâu. Bạn nào làm rồi đọc trên kết quả nào. 44A. Ừ. Đó. Thế nhớ các bạn khác chưa làm hay chưa làm được thì về nhà kem làm bổ sung. Câu này giống hệt câu Trung vừa nãy chữa. Đấy, mặt phẳng đi qua điểm A là có điểm đi qua rồi. Vuông góc với đường thẳng AB thì nhận vector AB là vector pháp tuyến. Tương tự câu 45. Chọn gì nhỉ? C. C. Ừ, đó. Câu 46. B. B đúng không? Nhá. Câu 47. D. Câu này thì giống câu của bạn Hoàn vừa chữa. Đúng không? Nó giống cái câu nào đó ở trên ấy. Cứ nhớ cho nè. Mặt phẳng đi qua điểm A mà song song với mặt phẳng P thì nhớ nhá, nó sẽ giống nhau hệ số vectơ pháp tuyến. Thì nó sẽ là như này, anh sẽ làm nhanh câu 47 như sau này. Nó giống nhau thì nó sẽ là trừ 2x cộng y cộng 3z. Nó chỉ khác nhau cái hàng số tự do thôi, là hàng số D ấy. Thì bây giờ kem muốn tìm D, kem thay điểm A này vào đây. Thay điểm A này vào đây, kem sẽ được là 2 nhân 2 trừ 1 nhân với trừ 1 cộng 3 nhân 2 cộng D bằng 0 đúng không? Ý là chúng ta muốn tìm hàng số tự do D bằng việc kem thay điểm A này vào đây. Sau đó kem tìm D. Thế thì tóm lại D là bao nhiêu nhỉ? Đây, cái này D là bao nhiêu? Trừ 11 ạ. Ừ, trừ 11 đúng không? Thì như vậy thì chọn đáp án là gì? D ạ. D. Rồi. Câu 48 thì đây là phương trình đoạn chắn. Các em chọn gì? C ạ. À. C đúng không? Đấy, phương trình đoạn chắn này, nó đi qua điểm A là 1 đấy, điểm B là trừ 2 đấy, điểm C là 3 đấy. Thì x chia cho 1, y chia trừ 2, z chia 3 bằng 1. Nhưng câu này là câu rất là dễ rồi. Câu 49. D ạ. À. Ừ, cũng tương tự như vậy. X chia 2, y chia trừ 1, z chia 2 bằng 1. Nhớ nhé, bên này phải bằng 1 nhé. Câu 50. Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng delta. Thế thì câu 450 thì làm như nào? Các em xem đi xem lại cho anh bài ngày hôm nay. Anh chữa cho các em gọi như là mức độ từ điểm 5 cho đến điểm 6 của cái phần chương này. Đấy. Bạn nào mà cảm thấy là chưa nắm được thì kem xem đi xem lại nhiều lần vào thì chúng ta sẽ làm được. Câu 50 thì anh sẽ hướng dẫn cho chúng ta như sau này. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng đi qua điểm A và vuông góc với delta có phương trình nào? Đây vẽ hình này. Mặt phẳng cần lập là mặt phẳng, anh đặt là mặt phẳng P nhé. Nó đi qua này, đi qua điểm A. À, đã có điểm đi qua rồi. Đúng không? Thì một mặt phẳng muốn lập được, chúng ta phải biết hai yếu tố. Điểm đi qua điểm A biết rồi. Bây giờ cần biết vector pháp tuyến nữa là xong. Đúng chưa nhỉ? Thì chúng ta nhận thấy này, nó vuông góc với delta. Đây delta đây, vuông góc với delta đây. Là đây. Nó vuông góc với delta. Mà delta thì hiển nhiên nó sẽ có vector chỉ phương. Học nhiều lần rồi. Đúng không? Delta thì sẽ có vector chỉ phương, là cái vector song song với delta đấy. Thì vector chỉ phương chính là u delta. Thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Nó sẽ là hệ số ở dưới mẫu ấy. 2, 1, 3. À, nhìn vào hình. Vì delta vuông góc với P mà u delta lại song song với delta thì hiển nhiên là u delta cũng vuông góc với P. Thì tóm lại là pháp tuyến của P chính bằng chỉ phương của delta.
và nó chính bằng 2, 1, 3. Điểm đi qua là 1, 2, trừ 2. Từ đó các em đọc đi. Cho anh phương trình là gì? B ạ. À. Ừ. Nhá. Về nhà các em tự đọc lốt nhá. Đọc đi. Thế nhá, anh chữa cho các em hôm nay 50 câu. Tại vì tí nữa anh phải có việc để báo cáo với thầy cơ. Thế là anh cho các em nghỉ sớm nhá. Có được không? Hôm nay anh cho các em nghỉ sớm, có được không? Quá được luôn. Thì buổi sau anh sẽ bù giờ cho các em nhá. Buổi sau em, buổi ngày mai anh sẽ nhắc luôn lịch. Nếu mà nó out thì các em sẽ nghỉ luôn nhá. Đấy, anh xin phép các em mấy phút để tí nữa tầm 8:45 anh sẽ vào báo cáo đồ án với thầy. Đó. Thì mai là thứ bảy. Lớp mới thì kem học từ 2 giờ nhá, thì lịch vẫn là lịch cũ. 2 giờ cho đến tầm 4:30, 4 giờ là 4:30 đấy. Còn đâu lớp mới thì kem học nhà nhỉ? À lớp cũ. Thì kem học từ 5 giờ hay là kem học từ 7 giờ? Kem thích học từ 5 giờ hay 7 giờ? Học sớm luôn đi anh, 5 giờ học này. 5 giờ học được không hay là phải 7 giờ? Em học được, còn các bạn có huấn ấy, thì bạn ấy nhắn tin cho anh là mai thì bạn ấy ca 5 giờ bạn ấy học. Thế thì nếu thế thì các em học 7 giờ nhá. Để đồng nhất có được không? Được ạ. Ừ, đấy nhá. Thế thôi thì anh chào các em nhá. Chúc các em buổi tối vui vẻ nhá. Thế còn đâu chào anh ạ. Các bạn khác có hỏi cái gì nữa không? Nếu không hỏi gì thì thôi các em cứ ao nhá. Em chào anh. Bye bye anh. Chào các em nhá. Đấy có gì thì mai chúng ta lại gặp nhau.